chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn ngập sâu. Bão số 6 gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Bình. Tính đến chiều 28 tháng 10, toàn tỉnh có hơn 20.000 nhà dân bị ngập lụt với mực nước từ 1 đến 2 mét, có nơi trên 2 mét. Trong đó, huyện Lệ Thủy chịu thiệt hại nặng nhất với 12.361 nhà bị ngập. Huyện Quảng Ninh có gần 10.000 ngôi nhà và thành phố Đồng Hới là gần 400 ngôi nhà. Bước đầu ghi nhận, mưa lũ khiến một người tử vong, ba tàu cá của ngư dân bị chìm, nhiều tuyến đường, kè biển bị sạt lở, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng. Trong ngày 28 tháng 10, ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Trong khi đó, ở Quảng Trị, đến chiều 28 tháng 10, nhiều địa phương của tỉnh này vẫn còn ngập sâu trong nước, đặc biệt tại hai xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh. Ông Trần Quốc Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Long cho biết, địa phương đã phối hợp với các lực lượng lái ghe, thuyền vận chuyển thức ăn, nước uống đến những khu vực đang bị cô lập để hỗ trợ, tiếp tế cho người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ có nơi trên 250mm. Ngoài ra, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở. Tại tỉnh Đồng Nai, chiều 29 tháng 10, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang tiếp tục phối hợp phường Phước Tân tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lũ từ thượng nguồn sông Buông đổ về bất ngờ, khiến khu vực hạ nguồn ngập sâu. Nước lũ đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập, nơi sâu nhất là hơn 1,7 mét. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, chiều tối 28 tháng 10, trời mưa lớn, diện rộng, lượng nước đầu nguồn đổ dồn về sông Buông lớn đã khiến khu vực khu phố Miễu, phường Phước Tân ngập nặng. Hơn 300 hộ dân bị ngập sâu khoảng 1,2 m đến 1,7 m. Đồng thời, khoảng 100 hộ dân tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang cũng bị ngập nặng. Đến sáng 29 tháng 10, dù nước có rút nhưng tình trạng ngập vẫn còn sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Phía Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân đã triển khai lực lượng đội xung kích hỗ trợ các trường học kê cao tài sản và di dời người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập úng sâu. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa cũng đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân phường Phước Tân khắc phục hậu quả ngập lụt gây ra. Mưa lũ ở Quảng Bình, tài xế chọn lộ trình nào an toàn? Sáng 29 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình thông báo, một số đoạn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh vẫn bị ngập sâu. Tại thành phố Đồng Hới, đoạn ngập ở phường Bắc Lý vẫn còn chưa thông thoáng. Khu vực phường Phú Hải, từ cầu Nhật Lệ 2 đến cổng chào thành phố vẫn bị ngập, nhưng xe có gầm cao vẫn có thể di chuyển qua được. Tại huyện Quảng Ninh, đoạn từ trạm thu phí BOT Quán Hầu, xã Võ Ninh đến chợ Mai, huyện Lệ Thủy vẫn đang ngập khoảng 0,5 mét. Đoạn quốc lộ 1 qua huyện Lệ Thủy vẫn bị ùn tắc, tuy nhiên nước đã bắt đầu có dấu hiệu rút. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình khuyến nghị hai tuyến đường mà tài xế có thể lựa chọn lưu thông hai chiều Bắc Nam và ngược lại khi đi qua tỉnh Quảng Bình. Thứ nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh. Đây là một lựa chọn nhưng tài xế cần cân nhắc vì tuyến này có một số đoạn có nguy cơ sạt lở đất. Thứ hai, theo đường quốc lộ 1 hướng từ Bắc vào Nam, các tài xế đến xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch lên đường tránh thành phố Đồng Hới về điểm cuối tại thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh, sau đó chạy tuyến tránh lũ quốc lộ 1 qua huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Hướng từ Nam ra Bắc, phương tiện di chuyển cùng đường chiều ngược lại. Việc lựa chọn đúng lộ trình sẽ giúp các tài xế di chuyển qua vùng mưa lũ an toàn và hạn chế rủi ro. Người dân rúng lũ Quảng Bình chưa thể về nhà vì nước rút quá chậm. Sau 2 ngày đêm mưa lũ căng thẳng, mưa ở vùng rúng lũ Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã giảm dần nhưng nước lũ rút chậm khiến người dân thấp thỏm lo âu. Huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là hai địa phương đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do trận lũ lớn sau khi hoàn lưu gây mưa lớn của bão số 6, bão Tami gây ra. Hai địa phương này có hơn 30.000 ngôi nhà nằm ở vùng trũng ven sông Kiến Giang và sông Long Đại bị ngập sâu trong nước. Trong đó, huyện Lệ Thủy là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 19.762 ngôi nhà bị ngập,
huyện Quảng Ninh có hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập. Đến sáng ngày 29 tháng 10, từ đợt mưa lũ lớn vừa qua, hiện các làng mạc vẫn ngập sâu trong nước. Những tuyến đường chính của huyện, nhà cửa và hoa màu đều bị nước nhấn chìm, gây nhiều khó khăn cho đời sống sinh hoạt và hoạt động cứu trợ. Người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền nhỏ hoặc chèo bè tự chế để qua lại giữa các khu vực. Theo ghi nhận từ sáng ngày 29 tháng 10, mực nước tại sông Kiến Giang, con sông chạy dọc qua huyện Lệ Thủy vẫn duy trì ở mức cao dù mưa đã giảm. Các điểm dân cư tại xã An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy bị cô lập hoàn toàn trong 2 ngày qua. Nhiều người dân phải sơ tán đến các nhà cao tầng, trường học và trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, nhưng vẫn chưa thể trở về nhà do nước chưa rút. Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân ở xã Lộc Thủy chia sẻ, dù mưa đã tạnh nhưng nước vẫn dâng cao, chúng tôi chỉ mong nước rút nhanh để có thể dọn dẹp nhà cửa và ổn định cuộc sống. Chứ chờ thế này, ai cũng lo lắng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, mặc dù tình hình mưa lũ đang có dấu hiệu giảm nhiệt, nhưng nguy cơ lũ quét và sạt lở vẫn có thể xảy ra, nhất là ở các khu vực ven sông và núi cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn duy trì túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp. Công tác cứu trợ vẫn đang diễn ra khẩn trương, gồm lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm được chuyển đến các hộ gia đình đang bị cô lập. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và mực nước vẫn cao, việc tiếp cận các khu vực ngập sâu gặp nhiều khó khăn. Ông Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy cho biết, chúng tôi đang tập trung toàn lực vào việc cứu trợ và giúp người dân ứng phó với lũ lụt. Mặc dù mưa đã giảm, nhưng tình hình nước rút rất chậm. Chúng tôi kêu gọi người dân không được chủ quan và phải luôn đề phòng. Thì người dân vùng rốn lũ Lệ Thủy chỉ có thể mong chờ nước rút nhanh để bắt đầu cuộc sống trở lại. Sau lũ, những công việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và sửa chữa nhà cửa sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần kiên cường, họ sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn như đã từng trong những đợt lũ trước. Trong những ngày qua, mưa lũ đã làm một người tử vong và 3 người mất tích. Nạn nhân tử vong là anh Lê Ngọc Hơn, 22 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. Anh Hơn gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại hạ lưu đập Thanh Sơn vào ngày 27 tháng 10 khi bị lũ cuốn trôi. 3 người mất tích gồm ông Ngô Du Lịch, 44 tuổi, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, ông Ngô Văn Bằng, 39 tuổi, trú tại thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, và ông Phạm Văn Cứ, 64 tuổi, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Các lực lượng chức năng sau đó nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Hiện nước lũ trên sông Kiến Giang đang xuống chậm, mực nước lúc 7 giờ là 4,01m so với đỉnh lũ 4,16m. Huyện Lệ Thủy vẫn còn hơn 19.700 nhà dân bị ngập lụt, trong đó có hơn 8.000 nhà ngập trên 1m và hơn 11.600 nhà ngập dưới 1m. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy Lê Văn Sơn cho biết, địa phương đã huy động 10 thuyền của người dân các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy tham gia chở hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm cần thiết cứu trợ cho người dân vùng ngập lụt. Trước mắt sẽ huy động 3 thuyền tham gia hỗ trợ cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế, sẽ bố trí các thuyền của người dân làm nhiệm vụ hợp lý. Các thuyền của người dân tham gia chở hàng cứu trợ đều có kinh nghiệm tham gia cứu hộ, cứu nạn trong trận lũ lịch sử năm 2020. Thầy Ngô Mậu Tình, hiệu phó một trường trung học cơ sở ở huyện Lệ Thủy, không giấu nổi sự lo lắng về tình trạng các trường học bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước dâng quá nhanh, chỉ trong vài giờ, nước đã tràn vào sân trường và sau đó lan nhanh vào các phòng học. Đầu sâu có nơi lên đến 1,5 mét, hầu hết bàn ghế, sách vở, máy tính và các thiết bị giảng dạy đều chìm trong nước. Có thể nhiều tài liệu quan trọng như hồ sơ học sinh, sổ sách của giáo viên bị hỏng nặng. Chúng tôi rất đau xót khi nhìn thấy công sức của các đồng nghiệp bị nước lũ cuốn trôi. Thầy Tình chia sẻ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.